hello xin chào tất cả mọi người nhé hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho chiếc điện thoại iphone thì vì một lý do nào đó chiếc điện thoại iphone của mọi người nó chuyển sang tiếng anh hay là tiếng trung hay là tiếng hàn hay là tiếng nhật mà mọi người không biết cách nào để có thể là chuyển về tiếng việt được ấy thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé đầu tiên thì mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng này tiếp đến thì mọi người sẽ kéo xuống phía dưới cho mình Mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng này nhá. Còn tiếng Anh của nó sẽ là language này. Tiếp đến thì mọi người sẽ kéo xuống phía dưới cho mình. Mọi người kéo hết xuống phía dưới nhá. Mọi người sẽ đếm cho mình từ dưới lên này, 1 2 3 4 5 6. Còn tiếng Anh ấy thì chúng ta dễ biết rồi, nó sẽ là language nhá. Thì chúng ta chọn vào thôi. Tuy nhiên nếu mà là tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung ấy thì mọi người sẽ đếm từ dưới lên cho mình, 1 2 3 4 5 6 rồi mọi người chọn vào nhé. ở đây thì mọi người nhìn xem đã có tiếng việt chưa? nếu mọi người chưa thấy tiếng việt ấy thì mọi người sẽ chọn cho mình vào cái dòng này để chúng ta thêm ngôn ngữ tiếng việt vào. mọi người chọn vào cái dòng này nhé. ở đây thì mình đã thêm rồi thì nó sẽ không hiển thị nữa. còn nếu mọi người chưa thêm thì mọi người có thể là tìm kiếm này hoặc là mọi người có thể kéo xuống dưới này để tìm kiếm ngôn ngữ tiếng việt của mình nhá. rồi ấn thêm vào nhé. bây giờ thì mình sẽ quay ra ngoài này. Sau khi mọi người đã thêm được cái ngôn ngữ tiếng Việt vào rồi Thì mọi người sẽ chọn cho mình vào cái dòng này Và mọi người sẽ chọn vào cái dấu trừ này Để chúng ta xóa cái ngôn ngữ tiếng Anh Hay là tiếng Trung Hay là tiếng Nhật đi nhá Mọi người chọn vào DT Hay chọn vào cái biểu tượng đỏ đỏ nhá Sau khi xóa xong Thì mọi người chọn tiếp cho mình vào cái dòng này và chọn cho mình cái dòng trên nhá là continue này mọi người chờ cho nó cài đặt ra ngôn ngữ tiếng Việt nhá rồi chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã chuyển được chiếc điện thoại iPhone của chúng ta về ngôn ngữ tiếng Việt nhá thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like một chia sẻ một đăng ký kênh nhá xin cảm ơn mọi người rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại bye bye